Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Tất đại chứng minh đến huyện đêm đồng thành kính gọi theo đám mây hướng phương pháp khắp mười phương cũng dường hối tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh lâm thành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tự gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bề khổ muôn mê chống quay về bờ. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ni Phật. Từ thời Việt Nam Quốc Bà Rịa Vũng Tàu tỉnh Phú Mỹ thị xã Châu Pha xã Kim Mư Thiên Long tự. Hôm nay ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu 2021, nhân tiệc Vô Lượng Thánh Hội đệ tử cùng đối Pháp Tiền Thần Tông Phụng Tùng Đại Thừa Pháp Bảo Vô Lượng Bảo Hiểu Tôn Kinh Cập Niệm Phật Công Đức Nguyện Hồi Hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc, khắp ma hồi hướng công đức cầu nguyện cha mẹ tiền tấm long phước thọ, cha mẹ bảy đời qua vãng được siêu thắng cập thì siêu chữ tiên linh hương linh cửu huyền tận tổ tận thế phù mẫu tra sanh phù mẫu độc thân quyến thuộc chớ vị hương linh kỳ quy tiên long tử chư vị âm linh âm môn cô hồn hoành hồn ma xa chiếm xì trong vong đồng bào tử nạn chiến tranh tử nạn thiên tai tử nạn dịch bệnh COVID-19 chữ hướng linh tử nạn đấng cũng thừa tư pháp hội Vũ Lan tháng bảy đại đạo Phật Tiền định pháp nghe kinh phát tâm quỷ y tam bảo nương nhờ quái thần lực chư Phật tông thoát ô đồ siêu sanh tịnh độ phù nguyện âm siêu dương thành Phật giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. A Tát Đại chứng minh. Pháp vương vô thượng tôn mê tạm giới vô lượng hạ thập thế âm dương chi đạo sư tử sanh chi tử phụ nhân niệm quy nghi năng diệt tam thị nghiệp sinh dương nhược tán thán ức kim mạc năng tận năng đề sơn đề tánh không tịnh cảm ơn đạo giáo
Kiếm lữ vừa đem chiến đàn khắp sông Phạm giữa đảo tràng mười phương hiện thành mây báo kiếp tường chớ vẫn đò biết mọn hướng chi thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương huyền phước niềm ban cho Thank you.
cân đề bàn đà ra dạ ta ba ma bà lợ tăng niết ra dạ ta bà nam mô ra 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 cha dạ nam mô a di đà bà lô kiền đề tăng bàn ra dạ tham bàn hà tăng điện đô bàn đà ra bà cha dạ tam bàn hà tăng điện đô bàn đà ra bà cha dạ tam bàn hà tăng điện đô bàn đà ra bà cha dạ ta Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Cõi lạy đấng Tam Giới Tôn Ma Quy Mà con nay phát nguyện rộng ta đề kinh vô lăng bảo hiệu trên đền bốn ơn đặng giới cố khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều pháp tâm bồ đề một bảo thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mẹ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mẹ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cái kinh cỡ phật pháp cao siêu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đánh chiến trì tụng má miền tỏ nhớ lấy nghĩa nhiệm màu nam mô đại hiếu mục kìa liên bồ tát thế nam mô đại hiếu mục kìa liên bồ tát kề nam mô đại hiếu mục kìa liên bồ tát kề phật nói kinh vô lăng bổn ma ta từng nghe lời tác nhớ vậy bổn tuệ nó thế tôn mang đồ ánh sáng về thần kỳ thủ viên trung mình một ngàn liên mười đặng lục thông mẹ muốn cho cha mẹ khối vòng rộng lúc mẹ công dương dùng tâm mong giúp trả nghĩa sanh thành đạo cá mong đền nàng ngàn con yêu hành vi tiên miệng dùng quê nhạc dưới trên kiếm tầm mẹ thấy bóng màu xanh nàng ngã quỷ con uống ăn tiêu tỷ hình này một bài liên tay vậy bị nay biết mẹ đối khách ai hoài tình thông mẹ lo phật vào cả nét giấc từ mẫu đang đỡ lòng cực khổ bấy lâu mà hay cơm mẹ rất lo ngẫu tay ta chi đầy ưu hầu bậc mang lòng bổn xét tiền cánh chưa dứt ngã sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chưa đến miệng đã qua thành tháng lửa nuốt mà đậm đâu thấy như vậy âu sầu thê thảm ba một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tâm thuốc giải đàn phòng mới báo rõ ràng cánh cội rằng mẹ ông gốc tội rất xấu
hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng và đồng tổ đến cửu thiên hạ cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoài đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tu tập mà cùng công phương cứu tế mẹ ơi muốn cho cứu đăng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cứu tế ta còn dám nói cho mọi người thoát khỏi nạn đèn kêu mục thị đến gần truyền cho nhiều pháp mắt cầm thiết tế rộng tháng bảy là ngày tự tử mười phương tăng đều giữ đế này phải toàn xăm sửa cho dày thực ăn trăm một trái cây năm màu lại phải xăm giường nằm nệm lót cũng thâu bồn đèn đuốc nhang dầu ngoan ăn tịnh thịnh bảo màu đừng trong bình ba vọng cầu kinh dân chư đại định mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thăng lại thêm cha mẹ hiền tiền đánh nhờ phước lực tiểu khiến ngạch nàng vì ngày nay thành tăng đều đủ dầu ở đâu cũng tu hồi về như người tiền định sớm kê đánh điều phiền não chẳng về thiền na hoặc người đánh bốn tòa đạo quá công tu hành nguyện có vô danh nè quan người to kinh hành chẳng ham quyền quy ẩn dân tâm tòng hoặc người đánh đúng tông tâm pháp và nhân hàng duyên giả thân văn nè hoàng chư Bồ Tát mười phương hiện hình tạm sáng ở vòng chúng sanh điều trì giới rất thanh rất tịnh đạo đức dày chánh định chớp tâm mà tất cả các phật thân phàm đồng lòng thọ ngành ba cơn lúc hòa người nào có sắm ra vật thực cung dường tự tử tánh thời em tiền hộ mẫu của người bà con quyến thuộc tay đều nhờ ơn tám đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường nhớ cha mẹ bấy đời quá vắng sẽ quá sắp về khỏi tiếng cung người thì tuân tu hình dục mà hào quang chiếu sáng khắp cùng cháu thân nè Phật lai bảo mười phương tận chúng phải tuân theo thể thức sau này trước khi thọ thực đàn cháy phải cầu chú nguyện cho người tín gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quán độ đừng quên cho xong định ý hành thiền mới dùng phong vật đàn thiền hiến dân chớ đại đức mười phương thọ thực trước thọ dụng đến mang vân thường trần tài vào tiền quật tử tháp trung chữ thành chú miệng viên dùng sau rồi từ tiệm đó dùng bữa trưa pháp cứu tế phật vừa nói dứt một niệm cùng bồ tát chữ tăng đồng
lại cũng nhờ ai thầm tam bảo bát chánh thì nạn khổ có ra như sau. Đệ tử xuất gia vô lan bộ pháp dùng mà độ sanh đà, độ cha mẹ còn nương tài thế hoặc mẹ đời có thể đành không mà Phật rằng lời hỏi rất tổng hả. Ta vừa muốn nói con bụng hỏi theo à, thiện nam tư tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương tài tự đại thần à, tám công tề tượng bá quán à, cùng hoàng đế thứ vạn nhân cõi trần à, như chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiện thời cùng thập thế tình thâm mà đến rằm tháng bảy mỗi năm mà sau khi kiếp hạ chữ tăng tu về trên ngày ấy Phật Đà Hoàng thấy phải sống sanh bé vì cơm canh đồng trong bình bá tính anh chờ giờ tự tử chúng tăng cũng dường à, đành cầu miệng xong đường trường thọ chẳng ơn đau cũng chẳng khổ chỉ cùng cầu thân thế động thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên à, đành hưởng phước nhân duyên vui đẹp mà lại xa lìa nạn khổ cực thân muốn sanh Phật tử ăn cầm mà anh tu hiểu thuận phải cầm phải chuyên đề thương cầu nguyện thúc miệng an hảo cũng bể đời phụ mẫu xíu xanh ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ấm thân phải đền đề để cứu tế chỉ thành sạch đặt họ cũng dường chư Phật chư Tăng ngày là bảo đáp tu ấm á sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu đệ tử Phật lỡ ngâu nhìn giờ mới phải là thích tử thiền môn mà vừa nghe dựng pháp lãng bồn mà môn sanh tử chúng thấy đồng hỷ hoan nà một ba niên mười bốn bạn Phật tử nguyện một lòng tin sự phụng hành trước là trang nghĩa sách thành sau là cứu vớt chúng sách muôn loài nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát Phật nội kinh bảo đã công ơn cha mẹ ta tính nghe lời tác như vậy một thế nó thế tôn an trụ xa về thành kỳ thủ biến trung à chớ tăng công hồi rất đông mà tình ra đền số ai muôn tám ngàn à tại cũng có các hàng bồ tát ta hỏi tại đây đủ mặt thường thường à bây giờ Phật lại lên đường mà cùng hàng đại chúng nam phương tiến hành hạ đáo ban lộ đình rành mặt tay đuổi xuống khô bỏ đây lo đời thế tôn bèn vội đến nơi lấy liền qua lại rồi rơi vô không mà đức a đang trong lòng ai ngài chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương à vội vàng xin Phật dạy tường à thầy là tự vũ báo vương bốn loài ngài ai cũng kinh thầy dường ấy cớ sao thầy lại lấy xuống khô à Phật rằng trong các môn đồ người là đệ tử đứng đầu dạy công mà bởi chưa biết đụng trong chưa rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài à cha cùng con ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sánh
trong chương ông tàn nhân vừa không phân trai gái bỏ vừa khó coi người chiều cò xiết xối cho kỹ phân làm hai bên nữ bên nam để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng mà được cả năng trong lòng ta tiếp biết làm sao phân biệt hối sai ai bên chính Phật chỉ bày vì khó chọn lừa gái trai lúc này còn xin tìm dễ bề sắc đặt cách đứng đi ăn mặc phong minh chớ khi rà sát tiêu mình chương ai như nay khó nhìn khó vẫn vẫn mới vào nên biết cả xương nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông xương tranh đang hoàng đàn bà xương nhẹ đến thấm dễ nhìn nè người có biết cơ sao đêm nhẹ bởi đàn bà sách để mà ra sách con bà đâu hiếm ra tam học bốn đâu sữa và núi con vì cơ ấy áo bồn thân thề chưa đàn bà đêm nhẹ hơn trai nàng nghe vậy bị ai xót thương cha mẹ con dạy dưỡng sinh bèn cầu Phật tiếng ngân dây bảo phương pháp nào bảo yêu sống thắng thế tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phong trần khá thế tướng đàn bà nhiều bề cực nhọc quá xanh đàn con thần hòa cứu mang tháng đầu thai đầu tớ xuống mai chiều nhìn giữ sớ ta bất thường tháng thứ nhị dường như sữa đặc hạ tháng thứ ba như cục huyệt ấn bốn tháng đã thương ra hình năm tháng ngủ thể hiện chính rõ ràng tháng thứ sáu lục canh đều đủ bảy tháng thì đủ bồ cốt xương lại thêm đủ lửa chất lòng còn chúng đến số tám muôn bốn ngàn tháng thứ tăng hoàn toàn tăng phủ chín tháng thì đầy đủ bốc hình mười tháng là đến kỳ sinh nếu còn hiểu thuận xuôi mình ra luôn bằng hồ mình làm buồn tâm hồ nó vẫy buồn đập máu lung tung làm cho cha mẹ ai hùng mà sự đau sự khổ không cùng tỏ phong khi sanh đàn buôn phần khoai là cũng ví như đường bạc nước vàng thế tôn lại bảo á đáng á ức cha kìa mẹ mười phần phải tin à điều thứ nhất cái giữ gìn thái giáo mười tháng đường chú đáo mọi bề thứ hai sạch để ướp ghê chiều đau chiều khổ mỗi mê trăm phần điều thứ ba tắm mắt nuôi dưỡng cực đến đâu bệnh vẫn chẳng lây à thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành buổi một đủ đầy cho con điều thứ năm lại còn khi ngủ cái mẹ nằm khô ráo phòng con thứ sáu xuống nước nhảy cơm miệng con nó ăn chanh nhộm chanh ghê điều thứ bảy không chê ô mê giặt đồ dơ của trẻ không phiền thứ tám giặt nở nhé riêng nếu còn đi vắng cha liền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chức cũng cam mà tính sao con lợi thì làm mà chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm điều thứ mười chẳng ham trâu chuốc dành cho con cá của thành nhà tương con như ngọc như vàng à ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng tài sơn phật lại bảo a nan đến biệt đóng chúng sinh ti thiệt phong người mười phong mế mũi cá mười không tường ơn trọng đức dày sống thân à chàng gánh mến quên nâng rải đức không số thương dưỡng dục cù lao hay là bận yếu mặt giáo thì những người ngày đời nào đến tâm mẹ sẵn con cứu mang mười tháng cực khó dường gánh nặng trên
thân vai ương năng dành đặt về thai cho nên thân thể hài kém sĩ khi sinh sàng hiểm nguy chỉ giết sẵn đắng rồi tình huyết dẫn về ví như thật huyết đấu dê nhất sanh tập tứ nhiều bề gian nan à con còn nhỏ phải lòng chăm sóc mà đặng cây bụi một phần con phải tâm phải nhận đứa trôn biết rằng giờ chảy mẹ không ai gì à nằm phía nước con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân qua khi ghẻ chốc khắp tận con phải chịu trăm phần tham thương tròn ba năm bố nương giữa mẹ tâm cây một nào để với con à khi con vừa được nước con mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng mà cho đi học mở thông trí tuệ dựng vợ chồng có thể làm mặn ước mong con được nên tâm dù cho cha mẹ cơ bằng quản trị con đau âm tức thì lo chạy dầu tốn máu cách mấy cũng đành khi con cắt bệnh đành lành thì cha mẹ mới an tâm định tâm không dường dụng sanh bạc non biển cỡ sao con chẳng biết ơn này quán khi làm lôi bị rầy dẫn tung thì trở lại bề hộ an ông cha mẹ phụng mang đợt mắt kinh trường huynh đồ nạn thế nhi và con chẳng kể ra chi không tức dư phụ để thấy chẳng thường lời dạy báo xong đường không kể tiếng khuyên rằng anh chị chẳng mà trái ngang trong ban mỗi đàn ra vào lui tới mặt vì lỗ mang tất quen làm bướng nhắc kế đời trước thường dậy răng à nở lên theo tối ung ăn đã không nhận nhìn lại càng à hôn bỏ bạn lần theo cùng chung dữ để tập quen làm sự trái ngang nghe lời dụ dỗ quấn quăng bỏ cha bỏ mẹ trốn sát quê người trước còn tập theo thời theo thế tâm lặng thầm tìm kế sinh nhái quên đi buôn bán kiếm lời hoặc vào ứng lịch với đời lập công vì ràng buộc đồng công mỗi nợ hoặc trở ngăn vì vỡ vì con à quên cha quên mẹ tình tâm mà quên sư quên sợ lâu năm không về anh là nói những người có chi chớ phần nhiều vô nghĩ mà thôi sau khi phán ở trước của rồi phải tìm phương kế kiếm đối động xài à theo trộm cướp vẫn là bài bạc phạm tội hình tù rạp phải vừa quản nghi mát bình giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng mà hay tin giữ bà con cô bác cũng mẹ cha sao xác buồn rầu tướng con than khóc ưu sầu có khi mang bệnh đuôi mù vẫn vương à quan bệnh nặng về thương quá lẽ phải bỏ mình tạm quý giữ hồn hoặc nghe con chẳng lo đường trà đình tự điếm phố phường áo vũ cứ mài miệng với đồ bất chánh chẳng mấy khi thầm tính mô khang à làm cho cha mẹ than vang sạch còn bậc yêu phải mang tiếng đời quan cha mẹ định hồi già yếu công mãi đùi thiếu thốn mỗi điều ôm đầu đội rách yếu liều con không cấp dưỡng bỏ điều nhắn thương à phần con gái còn nước cha mẹ thì có lòng thiếu để tục quà còn đau phục dịch trong nhà dễ sai dễ kiếm hơn là nắm chi xong đến lúc tùng thu xuống giả lọ bên chồng chẳng xa bên mình à rước còn lại vãn viên tâm lòng lòng ngồi lạnh biết tâm biết nhà quên nhường dùng sống ấm ấm trồng mà nhóm nhớ công an nằm để đấu chẳng lo bảo bố cù lao la
phiền nhận tán tội bậc hiếu lương bao năm nữ nói không cùng nghiệp dữ phải mang nghe lời chỉ. Nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn trong hàng nãy chúng lòng càng thắng thay gieo chuột đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào mũi vào ống làm cho các lỗ chân lông thấy đều rơm máu ướm đầm cả thân đến ông mê tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quá thiệt tội nhớ xưa nay chẳng rõ không hơn người mù à. Nay ta ngủ biết bao lầm lạ rủa gan dường như nát như tan tội tình có nói tháng vàng làm sao đã đắng buôn nàng hôm sau trước Phật tìm ai cầu trầm tố xin để tôn mừng cố bí lâm à. Làm sao báo đáp tu ẩn to lòng yêu thuận trong thân của mình Phật mẹ dũng vàng tinh sâu món vẫn tỏ cùng đại chúng lòng nghe ấm cha nghĩa mẹ nắng nề công phương báo đáp cho vừa giúp đâu ví có người ẩn sâu dốc trà còn mẹ cha tất cả hai vai giáp vòng hồn nuôi tổ dĩ đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa khi con người gặp cơn đói rét nỗi sòng tâm nhân ít thân này xuống nghiệp tiệm nát phân thay trái trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng ví con người vì công sinh dưỡng tử tay mình khuyết thông sống ơi chiếu thân mù tối như vậy đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu à vì con người cầm dao thật mẹ mổ bụng ra rút hết tâm can quyết ra khắp đất chẳng tha đến trăm ngàn kiếp tâm mất đâu bằng vì con người dùng ngàn mũi nhỏ đắp vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao à trải trăm ngàn kiếp không sao đắp đến vì có người vì ấm dương dùng mà tự tréo mình cũng vẫn thế đè cứ tréo như vậy trọn năm trái trăm ngàn kiếp lắm ấm chưa đền à vì có người xuống hiện ra mở hoặc dùng dao chặt búa tấm mình xước ta thịt nát chẳng phìa đến trăm ngàn kiếp ấm trên chưa đồng mà vì có người vì công dưỡng dùng mà đốt sách nóng thấu ruột thấu gan à làm cho tâm thể tiêu tan đến trong ngàn kiếp tâm mong chưa đến nghe Phật nói thấy điều kinh hãi dùng để tràn khó nói còn ăn áp đóng thinh Phật vẫn lời rằng làm sao ra đắng tấm mắt trong đường à Phật mới bảo cả hàng Phật tử phải lòng nghe ta chỉ sau này các người muốn đáp bằng vậy phải toàn biến chết cánh đây lưu truyền vì cha mẹ trì chiên phúng tùng cũng ăn năn nhận tội lỗi xưa cũng dường tam bảo sống trưa cũng là chú phước chẳng chừa món chi rằm tăng bay đến ngày thứ tư mười phước tăng đều giữ lễ này phải sắm sanh lễ vật đổ đầy chờ nhờ câu hỏi đất bày cũng giống đầm cầu nguyện sống được trường thọ quát sanh về thỉnh đố nhà ấy là bao đáp tổ sanh thành dưỡng dục trong tóc của mình à mình còn phải cầm chiếc trì giới pháp tám quy ngủ giữ giữ gìn những lời ta dễ định định cả đến đi tử phụng hành đừng sai được như vậy mới là khối tội bằng chẳng thì cũng tối phải xa trong năm đại tội kể ra bậc hiệu tư nhất thật là trông thấy sau khi chết bị đầy vào ngục ngục bồ giác cũng gọi á thì cục này trong núi tiếp vị vất phên bằng giác quấy quanh bốn bề trong một ngày ngày lửa cháy đốt tôi nhờn hết tay thần thang có thờ đậu sắc cho ta rốt vào trong miệng tôi nhớ hành hình một
thịt da đau thấu tóc cài lại có cho sắc răng gan phun ra coi lửa đốt đồn tội nhớ ở trong hụt có dường bằng rắc bắt tội nhớ nằm cách đó xong rồi cho một món lửa hồng nước quay chút nó ra phòng thịt thâu à mong bằng rắc thương đau gườm giáo trên không thùng đồ tạo như mưa gặp mà chim nay trên chừa làm cho thân thể nát nhừ như tướng những hình phạt vô phương kể mỗi một điều có cách trị riêng à như là sẽ sắp phân thay chỉ mừng mộ bụng đầu cày lưỡi lễ chớ chi thành chết liệt rất đỡ vì nghiệp giết công đỡ hành thân ngày đêm chết sống muôn đồng mà đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây chớ anh vạn tải nga tỷ hùng rất nặng nề ngộ người đã thông thông chốn người đều phải âm cần thừa anh các sự phong trần khóa trế nhất là phải kinh này chết truyền bá ra cho khắp đông tây như ai chết một quyền này ví bằng đang thấy một vị thế tôn nếu in đặng hàng buôn quyền ấy thì cũng bằng thấy phật vạn thiên do theo quyền lực tùy duyên chư phật ủng hộ như sở quyền cha mẹ đặng ra miền hốc lạnh lại hóa sanh về cánh tiếng cung khi lời phật giảng vừa xong khắp trong tử chung một lần kinh văn đại phát nguyện tha thân này nà ra buổi trò muốn kiếp chân này nhờ cho kêu lưỡi rau kể đến trong ngàn kiếp lời thầy không quên ví như bị ba thiên đau kiếm khắp thân này đâm chém văn thấy quắp như lưỡi rối thân này nơi trong ngàn kiếp lời thầy chánh sai được như vậy mới là khỏi tội bằng dân thì một tối phải xa trong năm đời tôi kế ra bất hiểu thứ nhất thật là động tay sau khi dẫu thân này bị cưa bị chặt vẫn chia ra muôn đón ra đời đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên à đừng kiếm tiền đánh lễ có thế tôn đừng để yêu kính ngày xấu truyền ba chúng sinh dễ bề phung tùng trì chiếc tu hành phật mới bảo an nên biết quyển kinh này quả tiếc cao xa tên bao yêu mẹ cha cùng là trong thiệt là chớn kinh các ngươi phải giữ gìn chu đáo đặng đời sau ý giáo phụng hành sau khi phật dạy lãnh đành bốn ban phật tử rất mừng rất vui thấy một lòng vâng theo lời phật và kinh thành tin chắc nguyện tuyệt đồng nhau từ tại phật tiền nhất tâm đánh lễ rồi tìm lui ra nam mô đại một cái kiện liên bồ tát nam mô đại hiếu một cái kiện liên bồ tát nam mô đại hiếu một cái kiện liên bồ tát ca tâm trí tuệ thinh tinh rộng lớn sáng trong ngân danh bận mấy trần đầu lâu một tánh thiên chân bao trùm muôn loài chân phân thánh phàm vận tâm mấy lần rộng sáng suốt khỏi bờ kia một mượn đến nơi trái lòng trong đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ về đích đáng hàng bồ tát giác quan tự tại khi tăng thêm vô ngại đến trong tâm vào trí huệ mở thông soi thấy năm bốn điều không có gì đồ tất cả không chi khổ anh trong tức tâm miệng canh sắc ra sắc không chung ở một nhà không nhận các sắc nào là không hay sắc tương cũng đồng không tướng hay như tượng sắc kia thọ tượng anh đức phân chia cũng lại như vậy tông về trước không mà tội danh thương nhân ông tạm đó các pháp kia tương nội luôn trớm chẳng xa
chánh chánh diệt thường chớn chánh câu chánh thực chánh sợt chánh thiện cơ ấy nên cõi trên công giới thế đầu lầu vô ngại thường chân vâng công năm hồn năm thân sáu căn chẳng có sáu trần cùng không thấy rõ không mà không nhận giới biết hoàn toàn thực giới cũng không tánh không sáng suốt đại đồng vô minh chẳng có mở hồng ích chi và ông có tâm gì và chết luôn như là chết nhà sao tư đơn cũng chẳng có nào không chi là tri có nào đất chi gió vô sợ đất đi tất cả nhưng pháp kia đều sáng chỉ không mà vâng lòng đi huệ linh tông bờ kìa màu để tông không ai gì không quay ngài có chí cũng bố tức xa lìa mộng tương đáo địa tâm không đổ pháo chữ duyên niệm bàn quả chúng chết nguyên hoàn toàn à tam thế phật hiền đàn bạc nhã đáo bồ đề chúng qua chân chân cho hay bát nhà là hướng pháp môn tối tắc có chân mau về tìm thầm chủ linh tri đại lực à em thân chú đông mực quả minh an này chú tôi thừa hải định này chú vô đàm định thích hoài tâm mắt trời bậc ca nguyện các khổ thức tỉnh lòng giác ngộ sẽ kiếm nhiên dương thiền bậc hữu an lam thần chú chớp như thiết rằng em đây đế ba la hiền đề ba la tăng đề bồ đề ta bằng hai đề đế ba la hiền đề ba la tăng đế bồ đề ta bằng hai đề đề ba la đế ba la tăng đế bồ đề ta ba văn tinh tịnh độ tâm chú nam mô a di đà phật cha đa tha gia đa già đa điệp cha ta di ri đô ma tề A di ri đà tấn nam ma tỳ a di ri đà thì ca lan đa a di ri đà thì ca lan đa gia di đề gia gia na di đà cam đề tam bà ma nam mô a di đà bà già đa ta gia đa già đa điệp gia ta a di ri đô ma tỳ a di ri đà tấn nam ma tỳ a di ri đà thì ca lan đa a di ri đà thì ca lan đa gia di đề ngày nay ta để ta bà a môn a di đà bà già đà ta già đà già đà điệp già ta di ri đô bà thì a di đề đà tất đắc bà thì a di ri đà thì ca lát đế a di ri đà thì ca lát đa già di đề già già đà di đà ca để ta bà a chúng thích na tự kiềm thiền sinh tán đức di đà vô hạn đời sanh 48 nguyện viên thành hiện ra tướng tục sắc thân tuyệt vời kim sanh tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chân bậc sanh bằng bệnh nào hiên hiển phóng quang xây vần chiếu sáng vi sáng năm tòa thập thanh nhãn thấy xa vô ngày sáng trong mặt tứ đại thái dương hào quang hoa phở công lường hoa chúng bồ tát số đương hạnh đồ chúng sanh liên qua chính phật nước lạc quan là cảnh tây phương chỉ thành tập niệm chiếu chương hiện tiền thân chung dẫn đường vãng sanh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo xứ A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam
Mẹ tiêu tam chân được
miệng nào miệng đắc tri tuệ chứng minh nếu vô miệng tội chứng tất tiêu trừ thế thế tương hành bồ tát đạo miệng danh tây phương tịnh độ đúng cầu phật liên hoa vi phụ màu qua khai kiến phật ngộ vô sanh bằng thôi bồ tát bí bàn tư nguyện trì thử công đức vô cập mờ nhân thiên đặc dự chúng sinh giai cộng thành phật mê đạo. Nam mô hiện tòa đạo trang ta bà giáo chú điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Vũ Lan Diên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện Phật Từ Quảng Đại Ca Mâu Ni Bồ Tát Quảng Giác Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. Hôm nay ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu 2021 nhân tiết Vu Lan tháng hội đệ tử chúng con cung đối Phật tiền thân tấm phong tôn đại thừa pháp bảo Vu Lan bảo hiểu tôn kinh còn niệm Phật công đức nguyện hồi hướng thường chúc Phật nhất tán huy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quân thế dân an dịch bệnh tiêu cập hồi hướng công đức kỳ bình an hiện tiền phụ mẫu tinh phúc tăng thọ cầu nguyện cha mẹ bấy đời quá văn chứ tiên linh cầu nguyện tất tổ chớ thiện linh nê tùy quy tiên long từ chư thiện linh nắm hố cô hồ anh đồng hoàn sa chiến sĩ đón vong đồng bào tử nạn chiến tranh tử nạn thiên tai tử nạn dịch bệnh COVID-19 tử nạn chương linh nè từ từ vô lan thành hồi lai đáo phật tiền tịnh phá văn kinh tông thoát tu thổ siêu sanh tịnh độ cầu nguyện âm siêu dương thành phật giới chúng sanh đồng thành phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật đương quyền chúng sanh né thế giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ quý ngày pháp mê đường quyền chúng sanh né tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải từ quý tâm đường quyền chúng sanh nhận tiếng vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và